Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thiêu rụi một cửa hàng bán phụ tùng và hai xe ô tô đắt tiền. Cụ thể, vào gần 23 giờ đêm ngày 1 tháng 1, cửa hàng bán phụ tùng vỏ xe ô tô trên đường D33 khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện có cháy, cả gia đình trong cửa hàng nhanh chóng kéo cửa thoát ra ngoài, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Do bên trong cửa hàng chứa nhiều chất dễ cháy nên lửa bùng lên đỏ rực rồi lan qua căn nhà một trệt hai lầu ở bên cạnh. Những người sống trong căn nhà này cũng nhanh chóng tháo chạy ra đường. Tới 0 giờ, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cửa hàng phụ tùng đã cháy rụi, trong đó có hai xe ô tô, toàn bộ mái tôn đổ sập, còn căn nhà một trệt hai lầu cũng bị ảnh hưởng nặng.